Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều quận huyện đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng cơ chế chính sách đặc thù trong việc bồi thường và hỗ trợ. Dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc kênh Đôi, quận 8 ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân. Theo Ủy ban nhân dân quận 8, qua khảo sát ban đầu, có gần 90% hộ dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, Ủy ban nhân dân quận 8 đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng có lợi cho người dân nhằm tạo thuận lợi trong việc di dời, giải tỏa phục vụ dự án. Cụ thể, những căn nhà lấn chiếm có một phần trên đất, một phần trên rạch phải di dời toàn bộ, thì ngoài việc được bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành, còn được hỗ trợ một khoản nhất định.